Mọi người ơi, hôm nay nhà thuốc Bảo Tâm An sẽ hướng dẫn mình cái bước sử dụng máy đo huyết áp để đảm bảo chúng ta có được kết quả đo chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng máy Omron để đo huyết áp nha. Lưu ý, trước khi thực hiện đo thì bạn nên nghỉ ngơi và không ăn uống gì trong khoảng 30 phút. Bước 1, chuẩn bị thiết bị đo, lắp pin. Lắp phép cắm ống dẫn khí vào giác cắm. Bước 2, lồng tay vào vòng bít. Sắn phần áo ở cánh tay cần đo. Lưu ý không quấn vòng bít trên lớp áo để đảm bảo kết quả đo được chính xác. Dán miếng dính để cố định vòng bít lại. Cho phần mép cuối của vòng bít cắt khuỷu tay từ 1 đến 2 cm và đánh dấu có hình mũi tên ở dưới ống dẫn khí nằm ở chính giữa mặt trong cánh tay. Cho bệnh nhân ngồi tư thế thẳng lưng, chân để trên nền nhà phẳng, tư thế ngồi keo sơ cho vòng bít ở ngang tim, cổ tay ngửa lên trên. Bước 3, khởi động máy. Nhấn nút start trên máy để khởi động, sau đó đợi để vòng bít bơm hơi tự động và cho ra kết quả. Bước 4, đọc kết quả đo. Bên trên là chỉ số huyết áp tâm thu, ở giữa là chỉ số huyết áp tâm trương và dưới cùng là số lần nhịp tim đập mỗi phút. Và cuối cùng là tắt máy. Như vậy, chúng ta vừa hoàn tất quá trình tự đo huyết áp tại nhà. Để hiểu đúng hơn về các chỉ số huyết áp, mời mọi người theo dõi video tiếp theo nhé. Bây giờ bạn Tâm An được biết thêm nhiều lưu ý khi chăm sóc sức khỏe gia đình nhé.